mời các bác ngắm hoàng phi hạt nhé. Thân to, thân rất là đẹp. Hàng này là hàng lộc bắc, nó sẽ đậu hoa chuẩn Tết nhé. Đây mình chọn nó cái này. Thoát được bền được một tháng nhé. Hàng lộc bắc nó sẽ bền hơn hàng kia. Chậu 25.